Chào tất cả mọi người, mình là Tường Bây Bờ đây. Chúc tất cả mọi người sức khỏe, niềm vui và bình an trong cái mùa dịch này. Chúc các bạn thật khỏe mạnh để các bạn có thể chống lại được dịch bệnh. Ngày hôm nay thì Tường sẽ làm một cái clip về cái con NT220 phiên bản 3 lưỡi kép của Mỹ này của Tường. Và Tường đang sử dụng con này, hiện tại Tường đang sử dụng nha các bạn nha, nó vẫn dính tóc. Và ngày hôm nay rảnh rỗi nhưng mà ở nhà chả có việc gì làm thì Tường sẽ nghịch ngợm một chút. Tường sẽ bổ máy. Tường sẽ bổ máy con này ra, bên trong ra để cho các bạn xem, chúng ta cùng khám phá xem là bên trong của nó như thế nào. Thì con này thì hoàn toàn bằng vỏ thép nguyên khối. Đấy, Tường sẽ tiến hành tháo bên trong của nó ra xem là nó như thế nào các bạn nhé. Con này thì pin của nó sử dụng là 2500 ampe, sạc 2-3 tiếng thì chúng ta có thể sử dụng được 300 phút. Đối với Tường thì Tường có thể cắt nhanh được khoảng độ 20 đầu, hơn 20 đầu. Còn anh em cắt lâu hơn thì Tường không biết. Con này thì đã rất là nhiều anh em sử dụng rồi. Đây là bên trong của nó các bạn nhé. Đây là bên trong của nó này. Đây là bảng mạch của nó. Đây là motor này. Đây là motor. Đây là motor, này chặt thế. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái bảng mạch này ra xem như thế nào nhé. Anh em có thắc mắc gì về nghề thì anh em cứ hỏi mình, về đồ nghề thì anh em cứ hỏi mình. Thì hiện tại mình là bên kỹ thuật về cái sản phẩm bên mình. Vợ mình sẽ quản lý về những cái mặt hàng này. Đấy, thì thường thường anh em gọi điện số điện thoại trên màn hình là 0962024288 thì sẽ có nhân viên nghe. Sẽ có cả nhân viên bên mình nghe máy. Nếu như các bạn muốn gặp mình thì các bạn cứ yêu cầu nhân viên đưa máy cho mình thì mình sẽ nghe. Đây là cái lắp đèn báo các bạn nhé. Đây là cái lắp đèn báo. Mình vừa xoáy hai con ốc bằng mạch ra rồi, bây giờ mình sẽ nhấc nó lên. Anh em nhấc từ từ thôi nhá. Nếu anh em tự tháo ra ở nhà mà vệ sinh thì anh em có thể nhấc từ từ thôi. Tại vì cắt một thời gian thì bên trong đây nó sẽ có tóc. Mà tóc để lâu thì nó sẽ gây giảm cái hiệu quả đi, nó sẽ gây chập chẳng hạn. Tóc nó vào những cái phần công tắc này nó sẽ chập chờn. Đây chúng ta nhấc cái công tắc này lên. Các bạn nhìn thấy không? Mình cũng mới cắt được một thời gian thôi nhưng mà tóc nó cũng rất là nhiều, nó dính đầy vào công tắc. Rồi ok, thế thì trong cái mã motor này thì chúng ta cần phải xoáy ra 4 con ốc nữa. Chúng ta cần xoáy 4 ốc ở trong phần motor này ra. Rất là chắc chắn. Rất là cố định. Trên thị trường thì những cái mẫu tông như thế này nó có cả rất là nhiều. Mình xem có rất là nhiều mẫu tông giống nhau. Thậm chí mở ra máy móc bên trong cũng giống y như nhau, nó chỉ khác một chút thôi. Nếu như chúng ta không chuyên về tông thì chúng ta không thể phát hiện ra được. Cái này là cái phần mà bảo vệ ở trên này các bạn nhé, để cho tóc nó đỡ lọt vào trong. Ok. Rồi, đây là cái bảo vệ của nó. Đây là cái bảo vệ của nó. Đây là cái motor. Chúng ta tiến hành tháo ra nhé. Cẩn thận là đi luôn nha các bạn. Trong motor thì lúc nào nó cũng có một cái phần băng dính ở dưới để chúng ta dính cố định lại. Nó không phải là cái băng dính mà nó là cái phần mút đệm để chúng ta cố định lại cho nó êm hơn, nó hoạt động được êm hơn. Đây là cái motor của nó các bạn nhé. Thì thực sự trong tông đơ thì nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Tông đơ nào cũng thế, nó cũng chỉ có motor và bảng mạch và cục pin, có thế thôi. Đây là motor. Đây là cục pin của nó.
Đây là công tắc và đây là chân sạc. Rất là đơn giản. Đây là pin của nó. Pin này được sản xuất 2019 này. 2500 ampe các bạn nhé. Nó ghi ở đây là 2500 ampe, 73.7V, 2500 ampe. Đó. Cục pin này thì thay đơn giản thôi. Ở đây nó có hai cái chân này, hai cái chân hàn ở đây. Nếu như pin chúng ta hỏng, nếu như pin nó kém đi, sử dụng lâu dài pin nó kém đi, thì các bạn có thể đặt đặt mua pin này ở trên mạng rất là nhiều. Các bạn gõ là pin 2500 ampe thì các bạn mua về, các bạn mang đến cửa hàng điện tử, người ta hàn vào cho các bạn rất là dễ. Nếu như ở nhà các bạn có mỏ hàn thì các bạn tự chấm được, rất là đơn giản thôi. Đấy, đây là bên trong của nó. Ok, đây là cái đây là cái cấu hình ở bên trong của nó. Bên trong của nó còn một cái lớp nhựa bên dưới để cho nó chắc chắn hơn. Ở đây có con ốc, nếu như chúng ta muốn tháo cả lớp nhựa ra thì chắc là tháo con ốc này ra là được. Cái này thì hoàn toàn bằng vỏ thép nguyên khối, rất là chắc chắn. Cái tông này thì so với thị trường thì nó chỉ đắt hơn một tí thôi, nhưng mình nghĩ ở cái bộ vỏ này thì chắc chắn là nó sẽ đầu tư vào cái bộ vỏ này khá nhiều tiền rồi. Nó sẽ tốn nguyên liệu hơn các bạn. Bộ vỏ này khá nhiều tiền. Đấy. Nói chung tông này thì mình sử dụng thì mình hoàn toàn cảm thấy khá là ổn. Tại thời điểm này mình chưa thấy có lỗi gì. Các bạn có thể dùng máy sấy, các bạn sấy sạch vệ sinh bên trong đi nhé. Ở đây thì mình không có máy sấy. Cái lưỡi của nó thì các bạn đây, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo lưỡi của nó ra luôn để cho các bạn xem. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái lưỡi của nó ra luôn. Đây là lưỡi kép của Mỹ các bạn nhé. Mình đã dùng được mấy tháng rồi nên là nó cũng hơi xỉn xỉn màu. Một số anh em dùng thì có thể là bị rỉ đen xì, nhưng mà mình giữ gìn thì nó cũng đỡ hơn. Tóc dính vào lưỡi rất là nhiều. Hiện tại ở đây thì mình không có cái vệ sinh, tại vì cái chỗ này cũng là chỗ quay phim nên nó cũng hơi bị bẩn ở đây rồi. Có khi lại phải thay một cái background để mình quay phim. Tóc rất là nhiều các bạn. Tóc dính ở đây rất là nhiều. Ok, thì đây là lưỡi, còn đây là lưỡi gà. Bên trong lưỡi gà là lò xo. Bên trong lưỡi gà là lò xo. Đây là lò xo của nó đây các bạn. Đây là lò xo của nó đây. Đây là lò xo. Đấy, chúng ta tháo cái phần lưỡi gà này ra thì tháo phần lưỡi gà này ra thì nó sẽ có cái lò xo bên trong. Thôi thì tháo luôn để cho các bạn dễ tưởng tượng nhé. Đây là lưỡi gà này, đây là lưỡi gà. Đây là lò xo này. Đây là lò xo. Lò xo này. Cái hai cái mỏ của nó được quay ra ngoài và lắp vào bên trong cái phần lưỡi gà này ấy, thì nó có hai cái lỗ hai bên, và cái này là cái trục để cho motor nó nằm ở trong đây. Khi cái motor nó xoay thì cái trục này nó sẽ đánh ngang như thế này thì lưỡi nó sẽ chạy. Đấy. Cái motor thì nó sẽ xoay tròn các bạn nhé. Rồi ok. Đây là lò xo này. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái lưỡi của nó vào. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái bộ phận máy móc của nó vào các bạn nhé. Lắp bộ phận của nó vào rồi mình lắp lưỡi sau cùng. Các bạn làm rất cẩn thận thôi nhé. Làm rất từ từ, rất cẩn thận thôi. Nếu mà nó đứt dây là các bạn lại phải hàn lại, rất là mất công. Cũng không khuyến khích anh em tháo ra như thế này đâu. Nếu như nó có vấn đề gì thì anh em hãy tháo, còn nếu đang sử dụng thì anh em không cần. Còn nếu như anh em muốn vệ sinh thì anh em nên tìm hiểu thật kỹ trước khi mình tháo nhé. Không là nó gây hư tông là anh em không có cái để sử dụng đâu.
anh em cứ bình tĩnh nha. Là mình xếp con ốc của nó vào. Tường có nhóm kín là Tường Weber Fan trên Facebook. Anh em có thể vào tham khảo nhóm kín đó. Tường hay chia sẻ về đồ nghề của Tường trên nhóm kín đó. Anh em có thể vào nhóm kín đó để tham khảo và học hỏi nhé. Nhóm của mình thì dành cho những anh em nào yêu quý mình và những anh em nào mới vào nghề. Nhóm của mình thì hoàn toàn là free. Các bạn vào nhóm kín của mình hoàn toàn là free. Mình sẽ không tính phí đâu, các bạn yên tâm. Chỉ cần anh em lịch sự thôi. Rồi ok. Rồi ok đó. Rồi mình sẽ tiến hành. Đây là cái phần không biết là mình lắp đúng chưa hay thấy nó sai sai các bạn. Đúng rồi. Đây là cái phần đèn báo. Rồi ok. Còn cái phần motor này nữa. Rồi ok. Còn cái phần trên này, bảo vệ trên này nữa nhé các bạn nhé. Rồi ok. Bắt đầu siết ốc nó vào. Ok, thì vừa rồi mình vừa lắp ráp, tháo lắp cái con tông NT220 phiên bản 3 lưỡi kép Mỹ này của mình ra để khám phá bộ máy cho các bạn xem bên trong của nó như thế nào. Đấy, mình vừa lắp lại xong và lưỡi của nó thì mình chỉnh sát hơn bình thường. Tại vì mình dùng quen rồi và con này mình chỉ dùng để phá ngấn và phây thôi nên là mình chỉnh sát hơn bình thường và mình sử dụng. Cũng không sao cả, tại vì mình quen rồi nên là mình dùng nó sẽ an toàn hơn. Còn nếu như các bạn không quen thì các bạn phải chỉnh nó thấp hơn. Đấy, như mình quen rồi thì mình chỉnh nó bằng nhau. Đấy, nó hơi thấp một xíu thôi. Nó hơi thấp một xíu thôi, còn hầu như là mình chỉnh nó bằng nhau các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Các bạn đừng quên vào website tườngbaybird.com để tham khảo nhiều sản phẩm, cũng như tham khảo về khóa học của mình và nhóm ký tự Weber Fan trên Facebook. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo.